Kính thưa quý vị, một câu chuyện tiếp theo cũng đau khổ liên quan đến cái vấn đề Black Lives Matter và Spring Break. Câu chuyện xảy ra cho cô một cô sinh viên tên là Malik McCullough, 22 tuổi, đã bị một tên đảng viên của cái đảng Black Lives Matter là Sam Robinson. Và tên này mới có 16 tuổi, nó đã bắn chết hai sinh viên. Trước hết là giết McCullough, 23, sau đó giết thêm một người, McCory, 21. Đó, rồi sau rồi nó ra đi. Nhưng mà cái lỗi của nó đi một chập, nó quên cái phone. Nó quay trở lại để nó lấy phone, vì phone nó còn đang sạc ở trong chiếc xe của nạn nhân. Và vì thế người hàng xóm họ mới thấy một tên này khả nghi trở lại để mà lục những đồ ở trong xe. Và cuối cùng họ gọi 911, cảnh sát đã đến và đã bắt được thủ phạm của thành phố tên là Sam Robinson, mới có 16 tuổi, ở thành phố Rock Hill, South Carolina. Và tên này đã sẽ được xử với tội danh của người lớn, vì nó giết người theo kiểu gọi là hành quyết. Tức là nó bắn từ sau óc ra phía trước. Cái nó gọi là execution style. Những cái người mà bị bắn đều đem ra xử bắn bằng cách là họ bắn từ sau gáy ra phía trước. Rồi sau đó một tên chỉ huy tới thêm một phát súng ân huệ. Cái đó gọi là execution style. Và tên này giờ này đòi đóng tiền thế chân để được chờ ra tòa, nhưng tòa án đã từ chối và kêu gọi dân chúng ai mà có những cái chi tiết liên quan đến cái tên Sam Robinson này thì gọi cho số cảnh sát là 803-329-7200, 803-329-7200 về cái tên Sam Robinson. Mà tất cả những câu chuyện này đều là da đen hết. Cho nên quý vị phải rất cẩn thận khi con cái mình chơi với mấy người da đen, kẻo đêm dài lắm mộng. Rồi chúng ta lại có một câu chuyện nữa. Một khán giả bên Úc gửi cho tôi một bản tin nói rằng nước Úc trong mấy ngày hôm nay lụt lội quá quẩn, làm cho 18.000 người phải di tản. Trong số 40.000 người chính phủ yêu cầu ra đi, thì trong đó có 3.000 người ở vùng Sydney, 15.000 người ở vùng Mid North Coast. Và cho đến giờ này thì chết mất 3 người. Đây là một cái trận lụt khủng khiếp nhất của nước Úc Đại Lợi, xảy ra hôm 18 tháng 3 ở vùng hải cảng phía Bắc, xuống đến Sydney, rồi làm cho những cái dòng sông mà bị ứ đọng nước quá nhiều và dâng tràn, làm cho dân chúng bị lụt lội. Chẳng hạn như dòng sông là Hunkerberry, MacLeod, Gollumit, Manning và Rio. Đây là những cái dòng sông đã bị ứ đọng và làm cho nước ở các đập đã dâng cao. Rất nhiều người đã phải bỏ nhà ra đi. Hơn 1.000 người đã được cứu. 1000 rescue. Nhất là thứ 6 và thứ 7 vừa rồi. Đường xá bây giờ bị hư hại rất nhiều vì nước đã tràn qua. Đây là một cái trận thiên tai mà nặng nề nhất trong suốt 70 năm qua, kể từ những cái năm thập niên 60. Và chính phủ ông Morrison đã tuyên bố tình trạng khẩn trương và hư hại 18 vùng natural disaster, và những cái vùng này sẽ được cứu cấp của liên bang. Những người chết thì ở vùng Glenora có 2 người chết, trong đó có một người 25 tuổi nằm kẹt ở trong xe sâu dưới 6 thước, toàn là nước. Rồi có một cụ ông đã bị
cây nó sập đè chết ở bên vùng Sydney, cũng lại có 3 người đã bị chết vì vấn đề nước cuốn đi. Rồi chúng ta lại có câu chuyện ở bên nước Pháp. Ngày hôm qua, ông Bộ trưởng Ngoại giao của Pháp đã triệu tập cái tên đại sứ Pháp ở bên Paris, đó là tên Lucey, tới để cảnh cáo về vấn đề nước Tàu đã có những lời lẽ xúc phạm đến nước Pháp khi mà Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố trong tháng 4 sẽ có một phái đoàn đến thăm viếng Đài Loan. Và báo chí Tàu cũng như là Bộ Ngoại giao Tàu nói rằng đây là một sự điên rồ. Cho nên Bộ Ngoại giao Pháp yêu cầu Đại sứ Tàu ở bên Paris gọi về nước Tàu gửi lời xin lỗi đối với chính quyền Pháp. Và chính quyền Pháp còn tuyên bố vì vấn đề vi phạm nhân quyền của Tàu Cộng, cho nên chính quyền của Tổng thống Macron sẽ trừng phạt kinh tế các cái công ty của Tàu Cộng làm ăn ở Paris. Đồng thời, 12 tên đầu nậu của Đảng Cộng sản Tàu sẽ bị cấm đến Pháp và sẽ bị phong tỏa những cái tài khoản của họ ở trên nước Pháp cũng như là ở Liên minh Âu Châu. Cho đến giờ này thì là Liên minh Âu Châu, rồi Pháp trong đó, rồi United Kingdom, tức là Vương quốc Liên hiệp, tức là nước Anh, rồi Canada và US đã phong tỏa và trừng phạt kinh tế của Tàu về vấn đề nhân quyền. Cho nên quý vị thấy rằng Tập Cận Bình hão huyền, mơ muốn làm siêu cường của thế giới, trong khi cả thế giới đang cô lập nước Tàu. Quý vị thấy từ bên nhỏ như Miến Điện, họ còn đốt 40-50 công ty của Tàu ở thành phố Rangoon, tức là ngày xưa mình gọi là thành phố Ngưỡng Quảng, thủ đô cũ của Myanmar. Sau này quân đội nó mới lập thủ đô mới. Và nó chống Tàu, nó kêu gọi Tàu cút, Chinese business out, out. Miến Điện còn đi tiêu diệt Tàu. Các quốc gia Phi Châu giờ này họ cũng chống Tàu. Cho nên Tập Cận Bình đã mất hàng ngàn tỷ đô la để mua chuộc các cái công nhân, những cái người lãnh đạo của các quốc gia châu Phi da đen. Nhưng dân châu Phi nó tỉnh thức, giờ này nó chống Tàu và nó không còn chấp nhận cái đường lối của Tàu gài nọ như ở bên Sri Lanka. Tất cả những đường lối của Tàu đi đến đâu cũng chỉ là lưu manh, đưa tiền tay trái, nhưng mà tay phải này gài bẫy là không bao giờ trả nợ được, thì nó phải siết nợ, siết của. Bởi vậy nó mới như Sri Lanka, nó bỏ ra cho 3 tỷ đô la để làm ra một cái hải cảng nước sâu ở Colombo. Đến giờ này không trả nợ được thì cái hải cảng đã thuộc về nước Tàu. Rồi Á Châu, những cái nước nghèo như là Campuchia, như là Lào, Tàu Cộng bung tiền ra làm những con đập ở Mekong, ở sông Cửu Long, để mà gài bẫy những cái nước cộng sản nghèo đói này, dính vào nợ nần, cuối cùng nó siết nợ. Trong đó có cả Việt Nam, bởi vậy nó mới chiếm luôn là Vân Đồn rồi các cái hải đảo mà nó nói là Tàu Cộng là chủ một cách hợp pháp. Vì vào năm 1958, tên súc sanh Phạm Văn Đồng nhận lệnh của Hồ Chí Minh đã gửi cho Chu Ân Lai một cái thơ nói rằng công nhận quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của quý quốc. Quý vị thấy chưa? Với cái sự lưu manh đó làm sao mà người dân người ta chịu nổi? Cho nên cuối cùng Tàu Cộng sẽ bị dân chúng của các quốc gia càng nghèo đói, họ càng nổi lên tiêu diệt Tàu là như vậy. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa cũng liên quan đến Tàu. Cho nên bây giờ quý vị nhớ rằng ảnh hưởng của Nam Mỹ từ Venezuela cho đến Brazil cho đến Argentina, ba quốc gia nợ Tàu nhiều nhất vào khoảng từ 60 đến 100 tỷ đô la. Vì Tàu Cộng muốn áp dụng đường lối gọi là One Belt One Road, một vành đai một con đường để bá chủ thế giới. Cho nên Tàu Cộng đã ăn cắp tài nguyên của các quốc gia. Chẳng hạn như ở Brazil là cái xứ sở sản xuất dân nông nghiệp nhiều, đất rộng, Tàu Cộng ăn cắp tài nguyên
về cho ra bỏ tiền để mua những cái nông trại, giống như là Tàu Cộng bỏ tiền mua những trại gà của Mỹ, mua những cái trại làm thức ăn của Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ là một quốc gia nó quá rộng và nó quá giàu, bởi vậy Tàu Cộng không có thể bắt nạt được. Đến lúc gặp một người như Donald Trump, Tàu Cộng chỉ có cảnh là bỏ của chạy lấy người. Thế thì ở Nam Mỹ có chuyện gì? Kể từ năm 2007 cho đến năm 2017, Tàu Cộng đã bỏ ra trên 60 tỷ đô la đầu tư vào các quốc gia như là Chile. Chí Lợi là một nơi có rất nhiều mỏ đồng. Ở bên Brazil, mở những cái nông trại về soybean, tức là đậu nành. Rồi Argentina là cái nơi mà có gọi là đất hiếm. Nhưng đến 2017 trở đi, Tàu Cộng ngưng, không còn bỏ tiền vào nữa vì dân địa phương người ta phản đối. Người ta nổi lên giết mấy tên tàu, làm một cách quan thầy thái thú, một cách vô lại. Và Tàu Cộng sợ là phải về nước, cho nên họ không còn bơm tiền vào nữa. Đến giờ này họ đang đòi tích lũy để trả nợ. Thì các quốc gia này, quý vị nhớ, dân Á Châu mình không có lì bằng dân Mỹ đâu. Việt Cộng đâu có lì bằng Argentina. Campuchia đâu có lì bằng Brazil. Bởi vì quý vị biết rằng là dân Mỹ, tức là những cái dân ngày xưa tội đồ. Tôi xin nhắc lại nhé. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, những cái dân ngày xưa sau khi mà Christophe Colomb tìm ra được Tân Thế Giới, họ đưa những cái tên tội đồ thay vì bị giết, bị hãm ở trên nước của họ, họ đưa qua bên Tân Thế Giới để chiếm những cái vùng đất để mà đem vàng, đem bạc về cho vua chúa của Tây Ban Nha, vua chúa của Bồ Đào Nha. Cho nên những cái tên này gọi những tên tiếng Anh nữa, tiếng Mỹ nó gọi là bandit, là những cái tên cướp rừng, là những cái tên đồ tể. Cho nên nó cái máu giết người, Tàu Cộng chơi không lại. Cuối cùng bây giờ Tàu Cộng đau khổ phải bỏ của chạy lấy người. Và kể từ năm 2017 đến bây giờ không còn bỏ một đồng nào. Thế tư bản của Mỹ nhảy vào. Và đây là một cái sự kiện giờ này Tập Cận Bình đã mất đi ảnh hưởng của Nam Mỹ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.